xin chào các bạn. Hiện giờ Kelly đang có mặt tại IKEA. Không biết là ở đây các bạn nào là fan của IKEA không ha? Và các bạn có giống như mình không á? Đó là ấn tượng của mình về IKEA là một nơi là bán những cái sản phẩm nội thất, trang trí nhà cửa với giá rất là phù hợp với túi tiền. Và ở đây á, có những cái showroom trưng bày gọi là siêu rộng mà mình có thể bỏ ra hàng giờ, hàng buổi chỉ để đi dạo trong này thôi. Và hôm nay thì Kelly muốn dẫn các bạn vào trong đây trải nghiệm mua sắm cũng như là chia sẻ với các bạn những cái bí kíp mua sắm ở đây mà có thể giúp các bạn tiết kiệm được tiền bạc, thời gian và cả công sức nữa. Giờ đi nha! Đầu tiên là mình nghĩ là các bạn nên đăng ký thẻ thành viên của IKEA, tên gọi là IKEA Family. Các bạn đừng giống như mình nhé, là thời xưa mình đã từng tưởng là cái IKEA Family này là chỉ dành cho những người có gia đình. Nhưng mà không phải vậy đâu, cái này chỉ là cái tên của họ thôi. Thì IKEA Family là dành cho tất cả mọi người và hoàn toàn miễn phí ha. Và thời đại bây giờ là giống như là hiện đại hơn, mình không cần phải dùng cái thẻ cứng như thời xưa nữa đâu, mà chỉ cần gọi là download cái app của họ ha. Rồi mỗi lần mà mình mua sắm ở đây thì mình chỉ cần scan cái code là được rồi. Và cái lợi ích của việc trở thành thẻ thành viên của IKEA đầu tiên đó là mỗi lần đến đây mua sắm là bạn sẽ được một cái món đồ uống miễn phí, là có thể là cà phê hoặc là trà nè. Bạn có thể lên cái quầy gọi là cái khu nhà hàng của họ, scan cái code là bạn sẽ nhận được một cái món nước miễn phí thôi. Điều thứ hai là thành viên của IKEA sẽ được hưởng những cái member discounts. Đây các bạn nhìn này, 5% dành cho IKEA Family Members ha. Chẳng hạn như là cái ghế sofa này nè các bạn, giá bình thường là 849 đô ha. Nhưng mà nếu mà bạn mà là thẻ thành có thẻ thành viên của IKEA thì bạn được giảm thêm 5% nè. Đó. Ồ. Rất là êm. Khi mình vừa nói chuyện với một cái nhân viên ở đây á thì họ nói với mình á, thực ra 5% off dành cho thẻ thành viên này đó các bạn là dành cho tất cả những sản phẩm in store của IKEA nha, chứ không phải là chỉ một số sản phẩm đâu. Wow, mình thấy rất là hay luôn á, tại vì giảm rất là nhiều. Thẻ thành viên là hoàn toàn miễn phí. Bạn đăng ký thẻ thành viên xong là bạn chắc chắn được nhận 5% cho tất cả mọi mặt hàng. Vậy là quá là value rồi đúng không? Và cái thứ ba nữa đó là theo mình biết là mỗi lần mua sắm ở đây thì bạn sẽ có một cái cơ hội là trúng được 100 đô gift card của IKEA hàng tháng ha. Và các bạn nhớ là mỗi lần đi mua sắm ở đây là luôn luôn phải dùng cái thẻ thành viên của mình ha. Chỉ cần scan cái code là xong rồi, rất là tiện lợi. Và hơn nữa là bây giờ dùng cái app này rất là tiện lợi các bạn ạ. Các bạn không cần phải giữ lại cái receipt, cái hóa đơn giống như ở thời xưa nữa đâu ha. Mỗi lần mà mình cần phải gọi là trả hàng hoặc là return đồ đó thì các bạn chỉ cần mở điện thoại, mở cái app ra là các bạn có thể hoàn trả đồ. Tại vì cái việc mà giữ cái receipt á, thì là thời xưa mình rất là hay mất hoặc là hay quên đúng không? Không biết để đâu cả. Thì bây giờ nó rất là tiện. Rồi gọi là surprise vào cái ngày sinh nhật của bạn đó, trong cái tháng sinh nhật của bạn đó. Và có nhiều cái workshop miễn phí để dạy cho mình cách trang trí nhà hoặc là lắp ráp những cái đồ dùng bàn ghế rồi nội thất á. Có thể là bạn vẫn chưa biết, trong IKEA có một cái khu gọi là As Is. Đây là cái khu mà bán đồ, những cái đồ mà khách hàng có thể là họ trả lại hoặc là bán những cái đồ mà có thể là khi mà vận chuyển á nó hơi bị damage, nó hơi bị hư hỏng một chút đó, thì IKEA họ bán với giá rất là rẻ. Đây, vào đây mình sẽ dẫn cho các bạn xem ha. Trong này thì có rất nhiều gọi là những cái good deals các bạn ạ. Nếu mà mình mà chịu khó tìm kiếm thì sẽ chắc là sẽ mua được những cái món hàng tốt, rẻ và cũng rất là mới nha. Trong này là các bạn thấy không, các đồ bàn, ghế rồi những cái đồ nội thất ở trong nhà rất là rẻ luôn. Chẳng hạn đây nhá, các bạn nhìn này, cái gương này, cái bàn trang điểm này ha, giá là 300, bây giờ họ bán á là còn có 200 đô thôi. Đó các bạn thấy nè, mà mình nhìn thấy vẫn còn mới nữa các bạn. Cái này chắc là có thể là người ta, khách hàng họ đã return lại rồi nè. Đó, 200 đô cho một cái bộ cái set như này. Cái ghế này, ghế nhung rồi các bạn. Êm thiệt luôn á. Đây. Cái này là 549 nè, giờ còn 329 đô ha. Wow. Cái tủ tường nữa nè, 101. Bạn nào mà cần thì có thể chạy lên đây hốt hàng nè. Cái này là mình đang đi ở khu East Palo Alto nha. Tường này, này trong nhà tắm này. Cái này giảm 70% luôn các bạn. Nguyên cái tủ này có 100 đô thôi. Vẫn còn rất là nhiều những cái good deal khác mình sẽ dẫn các bạn xem. Bên kia là họ có bán bàn làm việc, rồi bàn ăn, rồi mấy bộ sofa nữa. Chẳng hạn như cái bàn này các bạn. Cái bàn này là từ 300 giảm xuống còn 100 đô, 99 đô thôi. Đó.
Nếu mà bạn nào mà không có gọi là ngại một số những chảy xước nhỏ thì mình nghĩ những cái này là những cái rất là good deal đấy. Đây các bạn nhìn này, cái bộ sofa này, cái này là sofa bed này. Từ giá là 1049 đô xuống còn có 399 đô thôi các bạn. Mà mình nhìn thấy thực sự là nó vẫn còn mới cóng luôn á. Đó. Mời các bạn xem. Cái này nè, dưới này kéo ra là thành một cái giường ngủ à. Không, giường queen size ấy. 400 đô, 399 đô thôi. Rất là good deal. À bên kia họ cũng còn khu gọi là đồ nhà bếp nữa này các bạn. Bộ này đẹp ghê. Mà họ giảm còn từ 24.99 xuống còn 17.49. Bình thường mình thấy mua đồ IKEA thì giá mặt bằng chung á, là giá nó đã rẻ rồi. Nên mình thấy họ rất ít khi có những cái giảm giá lớn. Nhưng mà những cái như này mình thấy giảm giá rất là nhiều rồi đó. Một cái bàn để nước kiểu Nhật các bạn. Làm từ tre ha, bamboo. Từ 30 đô xuống còn 18 đô mà nhìn mới lắm. Hay không các bạn? Đó. Bạn nào mà thích kiểu trang trí nhà Nhật đó thì dùng cái này được nè ha. Wow, hay ghê. Còn đây là cây mét để phía trên, từ 20 đô xuống còn 14 đô. À, thích để như đây. Cái khu SE này đó các bạn, thường thường á, là họ để ngay ở cái khu mà exit, cái khu mà bạn check out ha. Bởi vậy khi nào mà bạn muốn gọi là vào đây và kiểm tra hàng liền thì bạn có thể đi vào từ cái khu exit này, rồi xong mới chạy ra khu SE luôn. Chứ không mà cần phải lên cái tầng trên, rồi đi một vòng một cái mê cung rồi mới xuống đây được thì nó rất là lâu. Và thường thường á, là trong một tuần họ sẽ gọi là stock up những cái hàng trong SE một hoặc là hai lần một tuần. Vì thế thì mình nghĩ là nếu mà bạn mà có thể đến sớm khi mà họ mới restock những cái sản phẩm đó thì mình có thể mua hoặc là chọn được những cái sản phẩm tốt nhất. Mình nghĩ là ngày tốt nhất thì có thể là ngày thứ hai á, tại vì thông thường là cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật á thì khách hàng họ sẽ return những cái sản phẩm rất là nhiều. Vì thế thì thứ hai thường thường là những sản phẩm mới ra. Còn không biết á, thì bạn có thể gọi là hỏi những nhân viên làm việc ở đây để biết chính xác là cái ngày mà họ bỏ những sản phẩm mới ra là ngày nào. Ở IKEA họ có chương trình gọi là Buy Back and Resell này các bạn. Là các bạn có thể gọi là phải là thành viên của IKEA ha. Bạn có thể gọi là bán lại cho IKEA những cái sản phẩm mà bạn đã qua sử dụng rồi. Và sau đó thì bạn sẽ nhận được gọi là in-store credit để sau đó bạn có thể mua sắm những sản phẩm khác. Mình thấy rất là tốt đó, tại vì giúp gọi là bảo vệ môi trường nè, và sau đó thì mình cũng giúp mình tiết kiệm hơn một chút ha. Đây đây các bạn, đây là cái khu vực chính của IKEA ha, đây là cổng chính luôn, và cổng chính khi bạn vào sẽ là một loạt những cái showroom. Đây các bạn có thấy đây là một mê cung không? Đảm bảo mình cá là chắc là 90% số lần bạn đến đây bạn sẽ bị lạc vào trong những mê cung này. À, mình không biết bạn sao nhưng đó là bản thân mình nhá. Mình có thể gọi là dành ra cả hàng tiếng, cả buổi đi lòng vòng trong khu này. Thực ra thì mình thấy cái ý tưởng này cũng rất là hay. Giống như là khi mà tốt ở đây, thứ nhất là khi mà trời mưa gió hoặc bạn không biết đi đâu, hoặc là bạn muốn vào đây tìm ý tưởng trang trí nhà, mua sắm thì bạn có thể đi lòng vòng. Nhưng mà cái mà nhiều khi nó cũng hơi làm phiền mình một tí là mình cần mua một số mặt hàng thôi. Nhưng mà ở trong này tại họ bày trí như một cái mê cung. Thế là mình tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái cách họ sắp xếp như này thì cũng đương nhiên là cũng có lý do của họ thôi. Tại vì họ muốn khách hàng gọi là bỏ càng nhiều thời gian trong đây càng tốt, thì cái khả năng mà mình sẽ mua sắm nó càng cao hơn, đúng không? Nhưng mà các bạn cũng đừng lo khi mà bị lạc đường á, thì hoặc là các bạn muốn tìm lối ra đây cho nhanh á, thì các bạn hãy nhìn trên những cái bản đồ này này. Đây, trên những cái bản đồ này thì họ sẽ chỉ cho các bạn những cái shortcut để đi cho nhanh hơn. Chẳng hạn như là bạn muốn đi từ điểm số 1 là điểm đầu ha. Mình đang đây này, đó. Bây giờ đến điểm cuối thì bạn có những cái shortcut đi rất là nhanh, thay vì bạn đi vòng vèo. Nhìn đây là đường thẳng thôi nha các bạn, nhưng mà thực ra đây á, nó đi vòng vèo mà mình không biết luôn, như một cái mê cung đó. Thì các bạn đi theo những cái shortcut này thì đi rất là nhanh ha. Bây giờ mình đang ở khu số 1 ha, là cái entrance luôn các bạn. Nếu các bạn đi theo những cái mũi tên này nè thì các bạn sẽ phải đi qua số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, số 8, số 8. Ok, từ số 1 đến số 9 ha. Nhưng mà nếu bạn muốn đi shortcut thì ở đây các bạn nhìn thấy không, shortcut to number 9 luôn nè. Đó, thì các bạn đi ra hướng này là các bạn có thể đi thẳng đến điểm cuối cùng luôn. Cái thời điểm tốt nhất khi mà đi mua sắm ở IKEA chính là ngày thường nha các bạn. Đừng bao giờ đi cuối tuần cả. Tại vì cuối tuần là cái thời điểm mà ai cũng rảnh, đúng không? Rồi mọi người đi mua sắm hoặc là trả đồ rất là nhiều. Vì thế nếu mà được thì các bạn nên đi mua sắm vào buổi sáng ngày trong tuần. Đặc biệt là thứ 3 này, thứ 3 đến thứ 5 ha. Cái điều này mình thấy là áp dụng cho tất cả các nơi, ngay cả Costco luôn.
thời điểm buổi sáng trong tuần là cái thời điểm mà vắng nhất ha. Mình thuận lợi mình đi gọi là thong thả mua sắm, hoặc là mình trả hàng, hoặc là mình có câu hỏi gì mình hỏi với nhân viên á, họ cũng đỡ bận rộn hơn là những cái ngày cuối tuần. Đi trong này đúng là warehouse luôn các bạn ạ. Nhìn là những cái gọi là thùng hàng họ xếp lên này. Không khác gì với Costco lắm đúng không? Khi mà xuống dưới warehouse thì các bạn nhất định là phải nhớ là cái đồ mình mua nằm ở đâu nha. Ở đây họ có ghi sẵn nè, là dãy 15 nè, rồi bin là từ 1 đến 3 nè đó. Bên này là bin 10, 12. Khi mà đi mua sắm ở IKEA thì mình thấy rất là quan trọng khi mà bạn đọc những cái thông tin ở trên cái label, trên cái tag như vậy ha. Ở đây tại vì trên này thì có chứa đầy đủ tất cả các thông tin về sản phẩm như là màu sắc, chất liệu này, rồi cỡ như thế nào, và đặc biệt đó, quan trọng hơn đó, đó là cái khu mà họ để những cái hàng này ở dưới warehouse là ở đâu ha. Tại dưới warehouse như hồi nãy mình cho các bạn xem á, là nó như một cái mê cung rất là khó để kiếm ha. Thì ở đây là họ có đầy đủ nè. Mình đây là hàng trưng bày sản phẩm đó ha. Mình không có được lấy những cái hàng trưng bày này đâu. Khi mà mình muốn mua, mình quyết định là mua sản phẩm này rồi thì mình sẽ xuống dưới warehouse, đúng cái location của họ, đúng cái chỗ của cái hàng này, và sau đó mình lấy mình mang về thôi đó. Và khi mà những cái sản phẩm đó các bạn, mà họ có cái biển màu vàng như vậy nè, là những cái sản phẩm mà đang on sale và có thể là cái cơ hội cuối cùng mà bạn có thể mua được với giá như vậy ha. Chẳng hạn là những cái bàn này nè, các bạn muốn biết kích cỡ hoặc là như thế nào thì trên cái tag này là nó có thể đầy đủ thông tin hết ha, là kích cỡ là bao nhiêu nè, cái này là màu gì nè, rồi chất liệu ra sao ha. Ở đây nữa, đây nè, họ có đầy đủ hết thông tin, rồi có thể ngồi từ 4 đến 6 người được nè, cân nặng bao nhiêu, đầy đủ các thông tin hết các bạn ạ. Hơn nữa các bạn thấy ở đây là mình tìm mãi mà không thấy gọi cái vị trí ở dưới warehouse là gì á, thì ở đây họ ghi là oversold, được rồi, tức là hết hàng rồi đó. Với những cái hàng như vậy nè, nếu mà bạn mà vẫn muốn mua thì bạn có thể hỏi employees ở đây. Tại mình biết là có một số trường hợp á mà mình có thể thực sự là mình mua được hàng trưng bày và với giá giảm giá luôn, nhưng mà cái đó thì tùy vào cái store và tùy vào cái người quản lý ở cái khu vực bán hàng đó ha. Khi đến mua sắm ở IKEA thì có thể là bạn sẽ để ý một điều này ha, đó là nhân viên của IKEA dường như là sẽ khác, rất là khác với những cái chỗ mua sắm, những cái trung tâm mua sắm khác. Họ sẽ không vồn vã, không có chủ động đến tiếp cận với mình để bán hàng cho mình, mà là khi mà mình cần á thì mình mới gọi là đến tìm họ, đặt câu hỏi cho họ, thì họ vẫn sẽ rất là nhiệt tình để trả lời cho mình. Thì thực ra cái này là văn hóa của IKEA đó các bạn, họ được train như vậy. Tại vì giống như là IKEA là một công ty của Thụy Điển á, thì cái cách mà người Thụy Điển gọi là làm ăn ở trong những cái gọi là khu trung tâm mua sắm thì họ sẽ không có gọi là vồn vã tiếp cận khách hàng giống như là những cái đất nước khác. Họ muốn tạo cho khách hàng một cái sự tự do, thoải mái, gọi là đi xem hàng, mua sắm gì đó. Thì thực ra đối với mình rất thích cách tiếp cận này. Tại vì mình rất là sợ khi mà đến những cái trung tâm mua sắm mà nhân viên gọi là rất là vồn vã đến hỏi mình rồi dẫn mình đi xem chỗ này chỗ kia. Mình cảm thấy là hơi bị áp lực, mình không có được tự do để xem xét, hay là thực sự là nhiều khi mình cũng chỉ có ý định là đi window shopping thôi. Đó, thì khi mà họ tiếp cận như vậy thì mình cảm thấy không có thoải mái. Thì đó là một điều mình rất là thích ở IKEA. Ở IKEA họ có chương trình gọi là click and collect đó các bạn. Nó rất là tiện luôn, bạn chỉ cần bỏ ra 5 đô để dùng cái dịch vụ này thôi. Tức là các bạn biết rồi đó, IKEA thường thường rất là đông đúng không? Thì khi mà nhiều khi mình đi mua sắm, mình cũng làm biếng hoặc là mình không có thời gian đi, thì bạn có thể order online trước ha, trên cái trang web của họ. Sau đó bạn chọn cái dịch vụ này, bỏ ra 5 đô và sau đó bạn đến đây bạn collect thôi. Và một điểm này nữa mình không biết là bây giờ còn hay không, nhưng mà hồi trước á, là mặc dù bạn trả 5 đô cho cái dịch vụ này, nhưng mà đến khi bạn nhận đồ rồi á, thì họ sẽ cho bạn lại 5 đô dưới cái dạng là gift card, để sau đó bạn có thể dùng lại để mua sắm. Tính ra là cái dịch vụ này hoàn toàn miễn phí luôn các bạn ạ, và có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cái return policy của IKEA cũng khá là dễ nha các bạn. Những cái hàng nào mà hàng mới này, hàng chưa mở thì họ cho mình return trong vòng 1 năm luôn. Còn những cái mặt hàng nào mà đã mở ra rồi thì họ cho trả lại trong vòng 6 tháng. Đương nhiên là IKEA họ cũng có những cái gọi là giới hạn, đó là những mặt hàng mà họ không cho trả lại, như là hàng SE nè, tại vì những hàng đó là đã siêu giảm giá rồi thì họ sẽ không cho trả lại nữa. Và hơn nữa là những cái mặt hàng thành như là những cái cây, mình không biết là cái này có return được không ta,
có thể là không được return, tại vì nhờ những cái cây hả, cây mà cây còn sống đó, rồi những cái mặt hàng mà custom order, những custom make là mình đặt hàng thì họ mới làm, thì những cái mặt hàng đó là họ không có cho trả lại ha. Một đặc điểm ở đây đó là khi mà return đồ đó các bạn, thì các bạn có thể gọi là join cái wait list first ha, là bạn không cần phải đứng ở xếp hàng chờ quá lâu á, bạn lấy cái số trước đi, sau đó bạn đi shopping, đi vòng vòng, đi chơi đi, rồi khi nào đến lượt của bạn thì bạn quay lại đây, thì họ sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn báo là đến lượt của bạn rồi, bạn quay lại đây thôi. Thế này bạn có thể dùng cái màn hình này để lấy cái số ha, số xếp hàng. Ở IKEA họ có cái chương trình gọi là price protection, tức là hoàn trả lại tiền với cái giá chênh lệch đó các bạn. Cái này nó tương tự với cái price adjustment của Costco đó, tức là bạn chẳng hạn như bây giờ bạn mua một cái mặt hàng này với giá 50 đô ha, thì trong vòng một tháng sau đi, cái mặt hàng này nó giảm còn xuống 25 đô thôi, thì bạn có thể mang cái receipt đến ra cái quầy đó, kêu họ refund lại cho các bạn cái số tiền chênh lệch. Thì cái chương trình này của IKEA đó các bạn là có hiệu lực trong vòng 90 ngày đó, tức là 3 tháng kể từ ngày bạn mua, thì miễn là nó có giảm giá trong vòng 3 tháng đó thì bạn sẽ lấy lại được cái tiền refund. Vì lý do này mà mình khuyến khích các bạn là nên đăng ký thẻ thành viên của IKEA ha, tại vì cái chương trình này là nó chỉ dành cho thành viên của IKEA family member thôi ha. Bởi vậy các bạn nhớ đăng ký ha, nó có rất là nhiều những cái lợi ích đó. Khi mà mua sắm đồ nội thất thì thường lúc nào mình cũng phải đo đạc, hoặc là cũng hơi thắc mắc là xem nó sẽ nhìn như thế nào, trong nhà mình có hợp hay không, đúng không? Thì IKEA họ có một cái app rất là hay gọi là IKEA Place. Đây là một cái app ở AR giúp cho mình hình dung được xem là cái đồ đó ở trong thực tế nó sẽ như thế nào. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem ha. Đây là mình đang mở cái app đó rồi ha. Thì đây mình có thể chọn một cái mặt hàng đi, bây giờ mình muốn mua cái ghế này đi ha, mà mình không biết là nó để trong nhà mình có hợp hay không. Mình sẽ chọn cái ghế này đó. Bây giờ các bạn thấy cái chấm tròn tròn đây không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình muốn đặt ở trên cái thảm này đi, ok mình đặt đây đi ha. Đó đó cái ghế này, thì với cái ứng dụng này á, các bạn thấy là để xem nó có hợp hay không, hoặc là nó có vừa với cái diện tích ở trong nhà mình hay không. Thì các bạn nếu mà ở nhà các bạn mua sắm online á, thì các bạn có thể dùng cái app này của IKEA ha, nó siêu tiện luôn á. IKEA là một nơi mà rất là thân thiện với gia đình có con nhỏ luôn đó các bạn. Đây mình dẫn cho các bạn vào xem. IKEA thì họ có riêng một cái khu dành riêng cho trẻ em, gọi là trông trẻ cho mình để đi mua sắm luôn đó các bạn. Thông thường là một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi trong một ngày ha. Nhưng mà bây giờ hiện tại là do Covid này, là bây giờ họ đang đóng cửa, mình cũng không biết là khi nào họ mở lại nữa. Hy vọng là họ sẽ mở lại sớm để cho những gia đình nào mà có con nhỏ thì ba mẹ có thể gọi là tự do đi mua sắm, trong khi đó thì các bé cũng có gọi là having fun ở trong khu này với các bạn nhỏ khác. Ngoài này ra thì mình thấy IKEA họ còn có gọi là cung cấp gọi là free diapers, là cung cấp cái bỉm miễn phí các bạn ở trong cái quầy, ở trong cái nhà vệ sinh mà thay bỉm cho các em bé đó, rất là tiện luôn. Đây nè, ở đây là cái diaper kit dispenser miễn phí cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vào khu nhà hàng để ăn trưa và cũng để cho các bạn trải nghiệm luôn ha. Đây là các bạn nhà hàng, chút nữa các bạn sẽ có thể thấy được cái menu của họ ha. Cái món thịt viên này là rất là nổi tiếng ở đây. Đây là đồ chay, bên chay. Đây các bạn này, kit meal siêu rẻ ha. Bắt đầu từ 2 đô 49 thôi các bạn. Nhìn này, khu nhà hàng ở đây là siêu rộng luôn các bạn ạ. Bán đồ ăn thì cũng giá cả rất là hợp lý, và mình ăn thấy rất là ngon, khá là ngon luôn. Đây là các bạn thấy không? Là cà phê hoặc là tea là 1 đô rưỡi, nhưng mà là miễn phí cho IKEA member ha. Đây trưa nay đây là cái món ăn meat bowl của mình đó các bạn. Cái này, cái dĩa này là có giá là 9 đô 49 ha. Thêm cái bánh chocolate này nữa thì là 1 đô. Bánh này rất là rẻ nè. Còn đây là món nước trà miễn phí các bạn, nó trị giá là 1 đô rưỡi và free dành cho member của IKEA ha. Cái đặc điểm ở đây là cái món meatball ở đây họ sẽ ăn với cranberry sauce. Các bạn coi nè, ngon. Các bạn thấy không, chỉ với 9 đô thôi mà mình được ăn ở cái view nhà hàng cũng khá là đẹp đúng không? Đằng xa kia là núi kìa. Bây giờ ở dạo gần đây thì ở Cali, Bắc Cali là có tuyết các bạn. Đằng xa là các bạn thấy đỉnh núi tuyết không? 9 đô thôi được ăn view nhà hàng sang chảnh luôn á. Cái này là view 50 đô hả? View 50 đô mà trả có 9 đô rưỡi thôi. Nhưng mà cái này là tự phục vụ cho các bạn, nhưng mà không ai phục vụ cho mình đâu. Được ăn cái bánh chocolate này nha. Ngon. Nhưng mà rất là ngọt. Nhưng mà
Nhưng mà ăn cái bánh chocolate này xong uống cái trà nó siêu hợp luôn. Không, ngay tầng 1, cái khu mà ngay sau khi mà check out xong đó các bạn, thì ở đây họ có bán một cái khu, có một cái khu mà bán đồ ăn đó các bạn. Thì rất là tiện luôn và đồ cũng rất là rẻ nha. Chẳng hạn như một cái hot dog này, giá chỉ có $1.25 thôi. Thì cái giá này mình thấy rất là rẻ, nhưng mà đương nhiên nếu bạn so sánh với Costco thì Costco vẫn là gọi là value hơn đúng không? Tại vì Costco là vừa hot dog và vừa có drink. Còn nước ở đây thì là mình phải mua riêng nha. Nước đây. Ôi, chờ chút. Đây cái hot dog này các bạn. Đây nước ở đây thì họ bán là đây một cái diet bottle thì là khoảng $2 một đôi 99. Tại vì shopping ở IKEA thường thường rất là mệt đúng không các bạn? Đi cả ngày cả buổi rồi, sau khi mà check out ra thì mình có thể bỏ ra chừng vài đô là có thể no rồi ha. Ăn trưa xong rồi, bây giờ thì Kelly sẽ dẫn các bạn tiếp tục đi shopping ha. Cái này là cái trang trí cho cái phòng khách này có trị giá là $1,390 thôi các bạn. Đó. Nhìn đẹp không? Chỉ với hơn gần 1,500 thôi là được cái phòng khách như vậy ha. À mà các bạn nhớ nhá, ở đây những cái đồ này là những cái đồ display ha, mình không có được để vô cái giỏ mua sắm của mình đâu. Cái này mình muốn mua hay gì là mình phải hỏi ý kiến của gọi là những cái người bán hàng ở đây này, mà hầu hết là không được đâu, tại vì đồ trưng bày mà. Còn đây là một căn nhà rất là nhỏ luôn các bạn, chỉ chừng 50 mét vuông thôi ha, mà các bạn thấy là họ design rất là hay nè, có phòng ngủ nè, bếp nè và khu giải trí nè. Đó. Đây. Đã ha, cái này là ý tưởng cho những bạn nào mà đang gọi là muốn trang trí nhà hoặc là đang muốn có một căn nhà nhỏ nhỏ. Cái căn nhà đầu tiên của mình á các bạn, là tụi mình cũng toàn mua sắm đồ từ IKEA luôn á, tại vì hồi đó là cũng chưa có nhiều tiền lắm nên là những cái đồ bán trong IKEA là những cái đồ mà hợp với túi tiền của mình nhất. Còn đây là khu ngủ đó các bạn. Nó khu ngủ siêu dễ thương không? Cái này thì họ không có cho mình biết là gọi là cái để trang trí một căn nhà như vậy thì tốn bao nhiêu ha. Có phòng baby nữa, trời ơi, nhà nhỏ xíu luôn nè. Mà cũng có phòng, cái này là cho một gia đình nhỏ đủ luôn các bạn. Cái khu nhà này diện tích là chỉ có 50 mét vuông thôi. Mà họ design rất là hay ha, nhà tắm rồi nhà vệ sinh đầy đủ luôn nha. Khu này có giá nè. Living room phòng khách 1,500, $1,530. Đó các bạn. Công nhận là chỉ có ở IKEA bạn có thể, bạn mới có thể mua được những cái đồ mà có value như $1, $1.50 đấy ha, mà nhìn rất là dễ thương luôn. Đây nhìn những cái thảm này $8 nè. Bạn tin nổi không? À không. Cái này mình cái này được là $2 lận. Cái này là $2, cái này thì mắc hơn này, cái này $7. Mình tưởng nguyên cái này $2, trời hết hồn luôn. Này chạm bếp hả? Chạm bếp này có giá là $130. Này giống cái bếp thời xưa ở nhà ở quê mình ghê luôn á. Đi vào IKEA thì mình có nhiều ý tưởng để trang trí nhà cửa hơn. Cái món đồ này cũng đang giảm giá nữa các bạn. Cái tủ này, cái này là cửa kính nha. Không biết để gì được không? Cabinet và đằng bên cạnh là bằng mesh các bạn, bằng kim loại nha. Mà có những cái lỗ thoát hơi. Không biết các bạn nữ khác thì sao, nhưng mà khi mà mình vào IKEA thì mình mê nhất là cái khu mà nhà bếp đó các bạn. Thôi, nhà bếp là nhìn mê luôn á, và nhiều đồ giá, nhiều đồ rất là đẹp nè, và giá cả cũng rất là hợp lý nữa các bạn. Ôi, cái căn bếp này, trời ơi, siêu dễ thương luôn các bạn. Giống như mấy quán cà phê nhỏ ở Việt Nam đó. Họ trang trí đẹp đó, ý tưởng đó các bạn. Ai mà có một cái khoảng sân nhỏ nhỏ như vậy á, thì là có thể làm như vậy ha. À cái này giống như là cái khu balcony, cái khu ban công hơn đó các bạn, khu hành lang ban công ở ngoài nhà mình đó. Nhỏ nhỏ không? Diện tích là rất là dễ thương. À cái này là cho những ai mà nhà kiểu đang ở căn hộ á, apartment á. Đây các bạn có thể ngồi đây mang gọi là trà bánh ra ngồi chill ha, rất là thích luôn. Không biết trên này có nước không đó. Nó đổ ra hồi có nước hết luôn. Dễ thương ghê luôn. Còn xuyên qua đây là khu bếp này các bạn. Oh, mình rất là mê những cái đạo bếp như vậy. Rồi bếp thì trang trí những cái cây xanh, mảng màu xanh này rất là đẹp luôn. Căn bếp trị giá 3,300, bếp là mắc hơn phòng ngủ đó các bạn. À không lộn, vào phòng khách. Đây cái kệ này thì có giá $99 đó các bạn. Storage là để tủ chứa đồ rồi đó. Ủa này giống bếp hả?
Cái này hơi ngộ ha, chắc là dành cho nhà nào mà siêu nhỏ đó các bạn. Cái này giống như cái bàn ngồi học vậy. Rồi bạn nào mà thích cùng đồng bộ thì mua những cái set chén dĩa ở IKEA nè. Cái này nè có $1.49 nữa các bạn ha, rẻ ha. Đó, đứng đây nó bếp rồi các bạn. Này, ồ, $1.99, $1.99 $2 cho cái này. Đó, mình rất thích đi coi những cái showroom của IKEA là vậy đó, có giá cả rõ ràng nè, có trưng bày cho mình biết nó nhìn như thế nào trong trong một cái diện tích căn bếp hoặc căn phòng. Cái rack này nè các bạn, ồ hay chưa? $13 thôi, cái rack nguyên cái này ha. Không biết người ta để sao luôn. $13 treo à, treo mấy cái đồ này. Cái này là khu để gọi là sắp xếp những cái đồ dùng trong bếp đó các bạn, hay ha. Rồi mấy cái giá treo đồ nó. Cái này nguyên cái plan này các bạn nhìn đẹp không? $5 thôi nha. À không, cái này giống như hồi nãy á, là cái cây này nè thì là $4.99 to $5, còn cái container là cái miếng này nè $6. Đúng rồi đó, đúng rồi. Nhìn này tưởng nguyên cái này mà $5 là giá quá rẻ luôn. Thời xưa mình cũng mua cái này nè, nhưng mà mình thấy chất lượng không tốt lắm các bạn. Nó bị rỉ á, tức là để mà kiểu như là mấy cái này mà mình rửa xong nó chưa có khô ráo, mình cho vô đây để mà hồi ấy, là nó bị gì xét phía dưới luôn đó. IKEA thì cũng tùy đồ, có đồ thì mình thấy chất lượng cũng khá là tốt, có những đồ thì nó cũng giảm thiệt luôn á. Này là mấy cái giỏ để hành ngò gì đó, không phải mấy cái hành hoặc là tỏi đó các bạn, để cho nó khô ráo. Không biết giá nhiều à, cũng mắc nha. $8 đó, $8 hai cái. Một có một cái size lớn, một cái size bé ha. Đây nè, cái cọt này thì là $33 để mấy cái chai lọ để đó, nhà nào mà không có. Mình thích dùng cái này lắm này các bạn, khi mà mình mở mấy cái bịch ra đó các bạn, thay vì dùng thun cột lại thì các bạn dùng này nó kẹp lại tiện lắm luôn đó. Có hai size khác nhau ha, cái nhỏ nhỏ như vậy này hoặc là cái lớn như vậy này, dùng rất là tiện luôn. Mua một bịch này là đủ xài rồi, với giá là $5 thôi. Đây là khu bàn ghế đó các bạn, $9 cái ghế này thôi. Nó bằng chất liệu sắt á, hay dùng rất là tiện, kiểu như là khi nào mà nhà có khách nha các bạn thì các bạn bỏ ra xài, còn không các bạn xếp lại như vậy chồng lên thì nó cũng gọn ha. Và giá rất là rẻ luôn đó các bạn, mình thấy không thể nào mà kiếm được cái giá khác ở những cái chỗ tiệm khác bán đồ furniture đâu. Còn cái folding chair này, cái ghế gập này nè, đâu lộn. Cái này mới giá $13 nha các bạn. Nhưng mà nhựa thấy cũng có vẻ là hơi bị không có chắc chắn lắm. Đó, những cái đồ mà như vậy này ha, nó đang giảm giá rất là nhiều. Nói chung là giá rẻ nhất, giá thấp nhất của họ rồi đó. Rồi cái bàn ghế, cái bàn này nhìn cho nhà nào mà nhỏ và giống như là muốn tiết kiệm á, $60 một cái bàn đó các bạn. Một cái bàn mới rồi luôn ha. Đó là điều mình thích ở IKEA đó. Giống như là bạn muốn nhiều tiền bạn cũng có thể mua đồ mắc hơn, và bạn ít tiền bạn cũng có thể mua được những cái bộ bàn ghế nhỏ nhỏ cho gia đình mình dùng. Còn cái bàn ăn này nó các bạn, giá là $650 ha, $649. Mình thấy cũng có nhiều người dùng cái này mà nhìn rất là đẹp và chắc chắn luôn á. Cái này là dành cho nhà nào mà gia đình lớn hơn một chút. Cái bàn này chắc là là đủ cho 8 người ngồi đó. Đây nè, còn những cái bàn mà để ngoài trời là những cái bàn riêng nha các bạn đó. Thì là giá là $279. Cái này, mấy cái này thì để mới để ngoài trời được nè. Nhà ai có vườn rộng á, mua bộ này để ngoài ha. Mùa hè ra ngồi ăn uống rồi barbecue á, rất là thích. Đẹp quá trường luôn. Còn cái ghế đây thì họ có bán ghế này các bạn. Ghế kiểu bench thì là $450. À, $145 mình lộn. $145. Đó, ngồi như vậy đẹp không? Họ trang trí rất là hay luôn ha. Chỉ có 375 square feet thôi, vậy mà họ cũng làm được 3 phần luôn: ngủ, bếp và giải trí. Để vào đây mình dẫn cho các bạn xem là họ thiết kế như nào ha. Hay. Cái này là kiểu như là open concept á. Cái phòng bếp
và phòng ngủ thông thông với nhau. Tại vì tính ra chỉ có nhà là chỉ có hơn 30 mét vuông thôi. Này dành cho những bạn nào mà đang single mà mua được căn nhà nhỏ nhỏ thì có thể trang trí theo kiểu này. Nhìn cái này hay không? Giống như một cái ly uống rượu các bạn. Cái đèn này hay ha. Tính giá nhiều, 35 đô thôi. Đây là các bạn, cái ghế sofa của họ là cái ghế sofa, slipper sofa, là kéo ra thành một cái ghế được, à thành một cái ghế giường ngủ được á. Tại vì cái nhà này nó bé đúng không, nếu mà có khách đến á thì kéo ra nó rất là tiện luôn. Cái này hay chưa? Một cái bàn. Cái bàn này giá là 329.99 đô, là hai cái luôn á. Cái này là dành cho những bạn nào đúng là single, cá tính không? Màu đen không à, chắc là con trai có thể phù hợp. Nhà bếp đây các bạn. Đó, nhà bếp là nhìn ra phòng khách mà thấy rất là rộng luôn á. Khu bếp này cũng nhỏ và đơn giản thôi. Đây, thấy không? Ăn cheese rồi uống rượu nữa các bạn. Không nguyên cái plate này, cheese plate nó bự như này các bạn. Ủa cái này thì rẻ nè. Cái này trang trí thì rẻ nè, 16 đô cho nguyên một cái này luôn. Chắc là vậy đó, không thấy có giá nào khác. Không? Mình lại bị lừa tiếp rồi. Không, cái cây này thì là 7 đô một cây. Ờ, 7 đô, không biết là một cây hay cái gì, trên hết mà tag thôi. Ờ, cái này là pot, cái nguyên cái pot này là 16 đô. Trời ơi, mình đang kiếm cái đồ nào mà gọi là thế cực kỳ hời, nhưng mà hóa ra không phải các bạn ơi. Nhà tắm này cũng bé xíu luôn, cái này là thành cái shower chứ không có, nó nhỏ lắm. Nhà 30 mét vuông mà. Đây phòng ngủ, này phòng ngủ và kết hợp làm việc luôn này các bạn. À chắc là có thể để được cái ghế ở đây ha, ngồi làm việc. Còn không thích thì ngồi trên giường vừa làm vừa ngủ luôn, quá tiện. Đây còn cái này là cái chỗ làm việc có giá 1.150 đô nha các bạn. Ở đây xem. Wow, nhìn đẹp giờ cái tôn này nhìn đẹp, và tôn gỗ nhìn hay quá các bạn. Ờ cái này nữa nè. Nhưng mà trong phòng làm việc thì mình không thích cái đèn vàng lắm á, tại vì ngồi hồi buồn ngủ lúc nào không biết luôn á. Đẹp ghê luôn. Ôi cái ghế này, ồ cái ghế này đắt nha, 249 đô đó. Úi dạ. Nhưng mà ghế này ngồi cũng không có thoải mái lắm, dựa đầu cũng không được ạ. Ừ, dựa đầu không được. Nhưng mà đẹp, nhìn đẹp. Bởi có nhiều thứ mà mình nhìn thì đẹp nhưng mà mình phải ngồi thử thì mới biết được. Mình thích những cái cạnh như vậy nè. Để đồ nó gọn hơn, nó tiện đó. Hay đó. Đây đó các bạn. Nhớ trang trí những cái này ha, nhìn là cái căn phòng nhìn khác hẳn luôn á. Và các bạn ơi, vậy là hôm nay là mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái bí kíp mua sắm ở IKEA, cũng như là dẫn các bạn đi chơi lòng vòng trong IKEA rồi. Ở đây thì thực sự là nó rất là bự, rất là rộng luôn. Mình không thể nào mà quay hết cho các bạn xem ha. Nếu có dịp thì các bạn nhớ đi IKEA và dùng những cái tip mua sắm của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.